Với Phượng xin kính chào quý vị hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2019. Đến với bản tin Hoa trình Đốn gồm có bản tin lễ tiễn biệt anh Phạm Minh Tâm và IV News với Minh Thúy. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và hôm nay đến với chương trình chúng tôi có một cái chương trình rất là đặc biệt để tiễn đưa một cái người bạn ở trong cộng đồng của chúng tôi, một người đàn anh của chúng tôi và đặc biệt là một uh, cựu sinh viên sĩ quan trường giáo bị Đà Lạt cũng giống như là cựu sinh viên sĩ quan trường Đại học Westmont. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì đúng 12 giờ trưa ngày 19 tháng 3 năm 2019 thì tại cái nghi lễ tiễn biệt uh, cố trung quý Phạm Minh Tâm thì chúng tôi được uh, ghi nhận rằng là vì lý do anh là cựu sinh viên trường giáo bị quốc gia Việt Nam uh, khóa 25 và cũng là uh, cựu sinh viên sĩ quan trường giáo bị Westmont khóa 1974 do nó nên cái nghi thức rất là trang trọng khi mà người ta tổ chức tại nhà hoàng ở hen ronaldi funeral home à, kế bên nhà thờ giáo xứ à, mẹ việt nam ở tại silver Spring, tiểu bang maryland về chương trình tâm linh ấy thì theo nghi thức phật giáo à, do đại đức à, thích chân thức à, ông phụ trách à, phần à, cầu nguyện đọc kinh và làm phát tang cho bà bổn phụ à, phạm minh tâm vũ danh trang kim chi và ái nữ christy phạm kính thưa quý vị, khi mà chúng tôi đến nơi tang lễ thì hiện diện danh dự tại cái tang lễ này chúng tôi ghi nhận có phái đoàn của cựu sinh viên sĩ quan trường võ ủy Westbourne khóa 1974 gồm có các ông Patrick MacBryer là bạn thân của anh Phạm Minh Tâm một không những là bạn thân mà bạn ở chung phòng chung khóa và cái người mà chịu trách nhiệm để mà làm như thế nào đó anh Tâm phải ra trường và ông này giúp anh Tâm và gia đình cũng đặc biệt nhiều lắm khi mà anh Tâm đến Mỹ và đặc biệt lúc mà anh Tâm và chị Kim Chi có con gái thì ông là cái người rất gần với gia đình, ông có mặt rất là sớm. Kế đến thì chúng tôi ghi nhận Professor John Martin, ông này là một professor trong một cái trường đại học võ bị của quân đội Hoa Kỳ. Ông cũng là đại tá ngày xưa cũng là cùng khóa với lại anh Phạm Minh Tâm ngoài ra còn có hai người bạn đồng hóa của anh tâm nữa là ông ted taylor và ông rick katker bên cạnh các sĩ quan hoa kỳ gia đình của Westmore thì chúng tôi ghi nhận có rất đông những chú những bác và những anh thuộc đại gia đình võ bị đà lạt vùng thủ đô hoa Tình đốn có mặt phái đoàn quân nhân người mỹ gốc việt thì chúng tôi ghi nhận có đại tá hải quân mimi phan trung tá không quân trần thị thanh tâm những người này đến chia buồn và ngỏ lời cùng gia đình và nói cho mọi người hiểu cái sự ra đời và sự hình thành của những người của tổ chức người lính Mỹ gốc Việt và cái sự hiện diện đặc biệt của họ. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận có phái đoàn cựu học sinh trường võ truyền toán ở vùng thủ đô Hà Tĩnh Đốn, thì trong đó chúng tôi ghi nhận có anh Mai Vàng đã từng là học từ năm 1961 đến năm 1968 với lại anh Phạm Minh Tâm và chúng tôi còn ghi nhận là bên cạnh những chiếc áo uh, alpha của các cụ sinh viên sĩ quan trường giáo bị Đà Lạt là quý vị phụ nữ của Lâm Viên, các uh, chị em của thanh thiếu niên đa hiệu và đặc biệt chúng tôi ghi nhận có một số quý vị nhân sĩ và thân nhân trong dùng. Uh, cũng thành thật mà nói uh, buổi um, lễ tiễn đưa của anh Tâm uh, rất là nhỏ nhưng mà rất là ấm cúng vì những người có mặt ở đó là những người đặc biệt uh, có những cái sứ mệnh của họ khi, khi mà họ đến để họ chia tay với anh Tâm thì cái người mà đầu tiên chúng tôi được biết mà chúng tôi nghĩ rất là quý mến đó, đó là đại diện của phái đoàn võ bị Westbourne đại diện đây là đại diện chính thức là giáo sư đại tá Martin đó. ông ta cho biết là ông ta khoe ông ta mặc cái bộ đồng phục là ông ta trong cái nghi thức tiễn biệt người bạn đồng khóa của ông ông còn là pháp nhân đại diện cho bộ bộ binh của quân lực Hoa Kỳ và nhiệm vụ của giáo sư Martin là ngỏ lời chia buồn cùng tang quyến cũng những cùng với lại những cái sự mất mát và đau buồn chung của gia đình võ bị Westbourne và người kế tiếp là người bạn thân, người bạn cùng phòng, người bạn cùng khóa, à, một cái người mà chịu trách nhiệm để cho anh tâm phải ra trường, thì ông ta cũng có một cái bài phát biểu có tính cách rất là thân giữa trong gia đình, à, ông có chia sẻ rất là nhiều và chúng tôi được biết à, ông này là một trong những người đó mà phải nhận cái mission của cái vị trung tâm trưởng của trung tâm chỉ huy Westbourne đó để mà bảo đảm là anh tâm phải ra trường. À, kính thưa vị à, chương trình tang lễ của anh Phạm Minh Tâm theo nghi thức Phật giáo À, do ông Nguyễn Nhân Lân là người đại diện cho Hội giáo bị vùng Hoa Tình Đốn điều khiển chương trình lễ tiễn biệt. À, trong cái nghi thức phủ cờ thì do các cựu sinh viên trường giáo bị quốc gia Việt Nam dùng Hoa Tình Đốn đảm trách. À, đây là một cái nghi thức mà chúng tôi nghĩ rằng, à, nghi thức phủ cờ và nghi thức thu cờ lại để mà trao cho bà quả phụ à, Phạm Minh Tâm, đây là giây phút mà rất là cảm động và đã tạo cho những người đồng khóa, những người đồng ngũ, những người đồng chiến tiến, đông đầy tình người khi mà họ trao được cái lá cờ này cho người quả phụ. Mà đặc biệt là người quả phụ đó là vợ của một cái người chung khóa, chung trường với mình Thì đó là cái giây phút mà chúng tôi ghi nhận rất là cảm động Ngoài ra thì đồng khóa 25 của trường Võ Bị Đà Lạt Thì ông Lưu Đức Tờ đã ngỏ lời phân ưu cùng gia đình Và chia sẻ những lo lắng cũng như trách nhiệm của các bạn đồng khóa à, Được biết là khóa 25 Võ Bị à, tại vùng thủ đô Hà Nội cũng rất là đông Và khóa này sẽ chịu trách nhiệm cùng gia đình của anh Phạm Minh Tâm Về việc tổ chức hậu sự cho anh Tâm và ông Lưu Đức Tờ đã tuyên bố cùng quan khách là giờ và gia đình rằng là toàn khóa 25 khắp nơi trên thế giới sẽ chu đáo lo cho chị Trang Kim Chi và bé Christy trong những ngày tháng sắp tới. Các bạn đồng khóa võ bị 25 đang sinh sống trong vùng Hoa Tình Đống thì chúng tôi ghi nhận là có quý anh Phạm Văn Keo, Đỗ Ngọc Châu, Lâm Thế Bình, Lai Đình Hợi, Nguyễn Quỳnh Kỉnh, Trần Ngọc Tý, Nguyễn Thanh Long và Lưu Đức Tờ. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về tiểu sử thì anh anh phạm của anh phạm minh tâm thì được anh cựu sinh viên sĩ quan đà lạt khóa 25 là anh phạm nhân keo đọc tại tang lễ thưa quý vị sau đây là tiểu sử cổ cố cựu sinh viên sĩ quan phạm minh tâm khóa 25 phạm minh tâm pháp danh trung trí sinh ngày 2 tháng 4 năm 1949 tại sài gòn việt nam cuối năm 1968 Phạm Minh Tâm gia nhập khóa 25 trường võ bị quốc gia Việt Nam giữa năm thứ hai tháng 7 năm 1970 Phạm Minh Tâm là người Việt Nam đầu tiên được tuyển chọn theo học tại học viện West Point Hoa Kỳ 31 tháng 5 năm 1991 thì anh được đến Mỹ định cư theo diện nhân đạo nhưng mà lại được rất nhiều thế lực của West Point ở phía sau đặc biệt là có tướng John Vesey Jr. để mà vận động để mà anh đoa được Hoa Kỳ. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1991, sau 17 năm xa cách một cái trường đại học mà anh đã từng đi du học trước năm 1975, tại Vũ Đình Trường Westbourne, anh Tâm được tiếp đón là một trong những vị khách danh dự, một đàn anh về lại từ Việt Nam trước bốn khóa đàn em chào đón và họ có một cái nghi thức gọi là Standing Ovation cùng tướng Howard D. Ray chỉ huy trưởng của trường võ bị từ năm 1991 đến 1996 cũng có mặt ngày hôm đó à, kính thưa vị à, tang lễ chấm dứt vào lúc khoảng gần 3 giờ thì chúng tôi được chia tay với mọi người và đến đây thì chúng tôi xin được vĩnh biệt anh tâm và xin được chia buồn cùng đại gia đình võ bị à, quốc gia việt nam và xin được chia buồn cùng tất cả những người thân quyến và bạn của anh tâm à, xin vĩnh biệt anh tâm thưa quý vị chương trình bản tin hoạt thành đốn đến đây xin tạm ngưng Bích Phượng sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Thông báo, ban đại diện cộng đồng người Việt Louisville và mạng lưới blogger Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp gỡ thân mật với blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào lúc 1 giờ 30 trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2019 tại hội trường San John Vianney, 4839 Southside Drive, Louisville, Kentucky 40214. Đây là cơ hội để blogger Mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cảm tạ quý đồng hương đã quan tâm và góp phần tranh đấu cho tự do của cô cũng như đã dành cho cô và gia đình những cảm tình nồng hậu. Nhân dịp này, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng mong được chia sẻ những quan tâm về tình hình đất nước và những nỗ lực chung nhằm chấm dứt độc tài và bảo vệ chủ quyền tổ quốc. Ban đại diện cộng đồng người Việt Louisville và mạng lưới bloggers Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời. Mọi liên lạc xin gọi hành nhân 2817072632, Văn Trần 502-741-8338, Tuyết Đinh 5024195122. Kính mời quý Phật tử và quý đồng hương tham dự lễ hội quán âm lần thứ hai và hội chợ ẩm thực chay sẽ được tổ chức vào cuối tuần 30 và 31 tháng 3 năm 2019 tại Chùa Giác Sơn, địa chỉ số 11801 Laurel Bowie Road, Laurel, Maryland 20708. Đặc biệt có khách mời Sư Cô Thích Nữ Liên Hoa và Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, tức Hoa hậu Bích Liên trước kia cùng các ca sĩ vùng hoa thịnh đốn. Mọi chi tiết xin liên lạc Chùa Giác Sơn Email giácsontemple.gmail.com Điện thoại số 240-360-7454